bay. Hết cây. Và bây giờ mình đang ở một sân bóng. Sân này chắc cũng quay vài clip cho anh em xem rồi. Sân Gia Định ở Bình Thạnh. Đó, một sân mà có dãy điền kinh đây rồi. Mấy sân trong, sân 11 cắt làm 3, sân 7 phải. Hai sân 7. Có sân điền kinh chạy bộ ở đây nữa nè. Phía xa thì lên mét 81. Đá banh ngắm cảnh đã luôn. Trên thì có khán đài ngồi. À, mưa gió thì leo đó ngồi. Và nãy đây mình gặp lại thầy dạy đá banh mình hồi 10 tuổi, 9 tuổi gì đó. Mình đó mình tập năng khiếu của quận Bình Thạnh. Thì lúc mà thầy dạy mình là thầy chắc cũng ba mấy rồi. Giờ thầy mình chắc cũng phải 6 mấy gần 70 rồi. Vô tình đá đây gặp thầy vui quá. Nên thành ra vô đá tiếp nha. Mọi người cùng xem tiếp ha. Nãy giờ đá được 1 hiệp thôi. Giờ hiệp 2 nè. Đây, sân bóng rất đẹp đây. Và thầy An. Đó. Thầy đang ngồi ngoài. Và mấy anh em đang đá trong. Mình thì vẫn mang Mizuno. Anh em nào muốn mua vớ giống như mình thì link trong phần mô tả nhé. Nhưng mà hôm nay là không mang băng gối nha anh em ha. Để quên băng gối nhà, đá chân không luôn. Nên thành ra chắc chắn là không thể sút mạnh được rồi. Và dạo này mình đá mình cũng hạn chế sút mạnh rồi. Sút nhiều mau hư gối lắm anh em à. Nên thành ra anh em dành một ngày chừng 20-30 của sút. Và sút đúng kỹ thuật. Cố gắng đừng để sút hỏng. Khi mà sút sai kỹ thuật nó dễ bị chấn thương đầu gối lắm. Hoặc là hạn chế sút cũng được nếu mà cảm thấy gối mình không tốt nha. Ok, giờ thì đá nha. Chiếc video clip ngày hôm nay là tổng hợp của 3 trận đấu liên tiếp của mình tại sân bóng này. Thú thật, lúc đầu mình chỉ tính quay chơi cho vui, không tính đăng đâu. Nhưng thấy sân đẹp quá, cỏ đẹp, khán đài đẹp, khung cảnh hữu tình, lại đá lúc chiều tà như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Nên phải cho anh em nhập vai và tận hưởng chứ, đúng không nào? Rồi, không lan man nữa, chiến thôi! Bay! Ngước mặt lên thì mình thấy anh Tuấn Hà Lan đang bước lên từ phía xa. Còn chần chờ gì nữa, trả về tiếng 2 thôi. Hết cây. Hay quá anh Đức Tuấn ơi. Trời. Ngay góc A. Tốt đi. Khi GB truyền dài cho mình thì mình thấy nhận bóng vào phía trong không phải là hướng thuận lợi. Nên mình đã đỡ bước 1 hướng ra ngoài. Sau đó chắc chắn là phải trả bóng về cho tuyến 2 rồi. Nhưng mà đơn giản thế thì còn gì vui nữa đúng không nào? Phải có gì đó màu mèo tí cho đời nó tươi vui lên chứ. Nên xài Rabona là hợp lý rồi. Và tiếp theo là cú dứt điểm miễn chê của anh Tuấn Hà Lan. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nhé. Nhìn lên mà xem, 1, 2, 3, 4, 5 cầu thủ đợi bạn. Ủa, alo, đồng đội ơi, mọi người đâu hết rồi? Ráng kiếm quả đá góc thôi chứ sao giờ. Ghê. Đây là David Sang, chân phải siêu dị, siêu khéo. Chắc chắn ai nghĩ bạn ấy sẽ dứt điểm ở một góc sút như thế này đâu, vì khả năng ăn bàn là không cao. Nhưng ai biết được, những điều bất ngờ thường luôn diễn ra trong cuộc sống. Bay. Tiếc quá, pha bóng cuối cùng đã bị bắt bài.
Lại là anh Tuấn đang chống chải phía trên. Em lên nè. Tuấn ơi. Tuấn, Tuấn, Tuấn. Chồng biên không thành công. Ui, sao toàn thấy áo tím, không thấy một bóng áo đỏ nào vậy trời? May quá, dù hơn người nhưng đội bạn không tận dụng được. Số 3 có hơi hướng che biên, cắt vô giữa nào. Đây, 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 đây. Cường, Cường, Cường. Vị trí anh Cường đang trống nè. Sao lưng Cường. Ai da, đưa chai banh không ngon cho lắm. 4 đến 3 và phía cánh phải đang rất trống trải. Rồi bỏ em anh Hoàng Anh ơi. Cái về về cánh đi anh Hoàng Anh. Kên. Rồi. Cú sút tẹt của anh Tiến vô tình thành đường chuyền cho JB. Tiếc là pha đệm bóng của JB lại chưa đủ hiểm. Bay. Tiến. Bay, bay, bay. Ok, lấy luôn. Quan, quan. Không có đồng đội nào lên hỗ trợ. Thôi, mua máy tí đã. Trời. Pha này mình chuyền bừa đó, chứ mình không hề biết là có anh Tuấn Hà Lan ở phía góc xa. Mà pha này thủ môn cũng hay quá, đỡ quả bóng y như chơi bóng chuyền vậy. Quang Tiến đang cắt lên ở phía hành lang cánh trái. Tiến, Tiến, ok Tiến. Yo. Ok. Thôi để anh vàng đi. Đây là một bài 2 đánh 1 cơ bản. Đối thủ bắt đường chuyền thì đột phá qua người. Nếu sau đó thủ môn không ra lót cho cầu thủ hậu vệ thì dứt điểm luôn. Còn nếu thủ môn bước ra khép góc thì đưa qua cột 2 ghi bàn. Anh em thấy hay không? Hay thì like đăng ký kênh nhé. Dĩ dĩ luôn. Dĩ luôn. Đây đây đây. À. Sao anh? Rồi. Từ bạn anh, còn em lên nha bạn anh. Tuấn ơi. Rồi rồi rồi. Đây Tuấn. Bóng đến đây rồi, chuyền cột 2 thôi. Làm lại nào. Đó thứ 2 thôi. Đó thứ 2 thôi. Yeah. Giờ cột như thế mà còn lăn ra ngoài là mình ăn mừng hụt luôn. Đứng trên thôi. Đại đi, đại đi, đại đi, đại đi. Em lại. Ai da.
Pha này mình sử dụng kỹ thuật chuyển hướng không chạm giữa, làm gãy cầu đội bạn mà người ta hơi ham banh tí xíu nên móc luôn chân mình lại. Nhưng không sao nha cả nhà. Đây lại là một trận cầu khác, ngay tại sân Gia Định luôn. Khác với hai trận trước là trời nhiều mây và âm u, hôm nay thì hoàng hôn rực rỡ, vừa đá vừa ngắm mặt trời lặn nhé. Anh Tuấn giữa anh. Hả? Khỏi đánh. Đáng tí xíu em. Về, trả về, ok. Tổng kia bơ. Để em luôn. Xích tí có bàn. Đêm nhiều đi để em vào cho. Mạnh. Đây rồi, có khoảng trống giữa hai chân hậu vệ. Đưa em vào cho. Xong xe rồi. Sạc ngang rồi. Một cú dứt điểm rất tốt của David Sang, nhưng pha này truyền ngang cho anh Hiền ghi bàn cũng được nha. Phía trong đang có hai người chờ sẵn. Giữa nha anh Đức ơi. Tổng tiết ơi. Nè sang. Còn mình lên nè bạn. Tuyệt quá. Cơ hội lấy 30 đây rồi. Bộ ba hay quá ta. Ok anh chị nè. Nói chung là đội bạn chỉ còn có hai người phòng ngự thôi á. Nhưng mình với hai ông áo đen còn lại đã có một pha phối hợp ba người không thể nào khó hơn để ghi bàn. Bên tây. Chỗ nào, dạch nào. Thôi để em đi, để em vươn đi. Ủa này bao nhiêu mét ta? Này 11 mét hả? Đây là để đo nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ok. Một cú sút gãy thủ môn, gãy luôn mình, gãy luôn trọng tài lẫn đồng đội của các cầu thủ áo cam. Bạn ơi.
Lúc này trời đã nhá nhem tối rồi, ánh sáng mặt trời đã không còn nhiều nữa. Nhưng không hiểu sao sân bóng đẹp vậy vẫn chưa lắp dàn đèn. Thôi anh em cố gắng đá nốt trong tình trạng quán gà này nhé. Từ anh Tuấn. Hey. Ok ok anh. Ok, tốt bạn. Luôn dặn lòng sân rộng vậy thì chạy ít thôi, nhưng mà có bao giờ làm được đâu. Thôi Phúc, giờ chào mà anh ơi. Bình. Anh em thấy sân đẹp thì đừng quên like, đăng ký kênh nhé. Vô. Khúc này thì chỉ có chờ anh Hoàng Anh thổi còi hết giờ đi chứ, thấy đường đâu mà đá nữa. Ha ha. Mặt trăng đã lên rồi. Nhưng mà sân thì vẫn chưa lên đèn. Trăng sáng nhưng sân tối thui. Phía sau lưng thì mây đèn kéo tới. Chắc lát nữa mưa. Sân này ngộ lắm, đá đến 5 giờ nghỉ hết rồi. Tại tối đâu bật đèn đá tiếp đâu. Mà như con không ai thuê đá buổi tối ở đây sao á. Mà may quá giờ đã văng lưới nè, đá lỡ đỡ đi lùm banh hơn rồi chứ ha. Rồi, nhưng lại anh em thấy hay, nhớ like ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và gặp lại, bye bye.